Việt Nam là một trong các quốc gia thành công về giảm nghèo và đã đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm nghèo trước thời hạn. Trong giai đoạn 1993-2008, hàng triệu người Việt Nam thoát khỏi đói nghèo. Trong các giai đoạn tiếp theo, khoảng cách nghèo trên toàn quốc cũng đã được cải thiện, mức sống của những người rất nghèo cũng được nâng cao. Trong quá trình giảm nghèo ấn tượng đó, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tài chính quan trọng và trợ giúp kỹ thuật từ Liên Hợp Quốc thông qua các dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho các nhóm yếu thế trong xã hội. Vậy thế nào là sinh kế bền vững? Tầm quan trọng của sinh kế bền vững đối với việc hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ cũng như các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Kể từ khi dự án nuôi cánh kiến đỏ được triển khai ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, gia đình ông Hơ Văn Tông, người dân tộc Mông, đã có thu nhập một năm khoảng 50 triệu đồng. Dự án nuôi trồng cánh kiến đỏ do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam triển khai từ năm 2007 đến năm 2014, hỗ trợ hơn 7.000 người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của Việt Nam phục hồi và phát triển nghề truyền thống của họ. Bây giờ phát triển kinh tế bền vững chỉ là những cái kiến này thôi. Chứ còn các sản phẩm khác thì bây giờ là hoàn toàn là không tiêu thụ được mà giá thị trường rất là thấp. Một yến ngô người ta bán 20.000 mà một cân kiến này đã là bán 40.000 rồi. Như vậy là một cân kiến thì mua được 2 yến ngô. Thế dự án rồi thì tôi lại vẫn vận động bà con tiếp tục làm tiếp về cái nuôi thả cánh kiến này. Hiện tại bây giờ đó thì đầu ra rất ổn định, bà con cũng phấn khởi làm. Chuyên gia của Liên Hợp Quốc nhận định, một sinh kế được coi là bền vững khi nó có khả năng ứng phó và phục hồi khi bị tác động bởi thời tiết khí hậu, hay có thể nâng cao giá trị tài sản của người dân ở thời điểm hiện tại và tương lai mà không làm mất đi giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên. Với mục đích tạo ra sinh kế bền vững cho người dân Việt Nam, từ năm 1999 đến nay, UNDP đã triển khai hơn 150 dự án, giá trị mỗi dự án khoảng 50.000 đô la Mỹ, hướng tới một cộng đồng cụ thể. Các dự án này có đặc điểm chung là kết hợp nhiều nội dung khác nhau như bảo tồn đa dạng sinh học với nâng cao đời sống người dân địa phương. Trong những năm gần đây thì tập trung vào các cái vấn đề tăng cường năng lực, xây dựng chính sách. Và đương nhiên thì tất cả những chương trình đó đều lồng ghép các cái vấn đề về sinh kế. Bởi vì rõ ràng là trong vấn đề phát triển thì cái việc sinh kế là cái nền tảng để người dân, đặc biệt là những người nghèo hay là những người dễ tổn thương, thì cái sinh kế của người ta đóng vai trò hết sức là quan trọng. Trong thời gian vừa rồi, cũng có nhiều người sinh kế bị mất đi do việc khai thác rừng không bền vững. Vì vậy nên điều quan trọng là trong thời gian tới cần có một mô hình lồng ghép sử dụng tài nguyên thiên nhiên như thế nào cho hợp lý. Khi bảo vệ được hệ sinh thái thì sẽ đồng thời bảo vệ được sinh kế cho người dân. Đại diện của UNDP cũng cho biết, trong thời gian tới, các dự án hỗ trợ sinh kế bền vững của Liên Hợp Quốc và UNDP sẽ chủ yếu dựa trên các yếu tố, phát huy kiến thức bản địa và tập hợp ý kiến của người dân, đầu tư kỹ thuật tiên tiến, cập nhật kiến thức về biến đổi khí hậu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm. Đây cũng là những biện pháp hiệu quả giúp Việt Nam có thể hoàn thành những mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.